Trong sáng ngày 30 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Ngoại ngữ Nguồn Linh Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng tiếng Anh dành cho 40 em học sinh trường Trung học cơ sở Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Đây là chương trình được trung tâm tổ chức thường niên dành cho các hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhằm tạo cho các em học sinh có một sân chơi trí tuệ bổ ích và lý thú trên tinh thần học mà chơi, chơi mà học, giúp các bạn yêu thích môn tiếng Anh có cơ hội thử sức và đánh giá năng lực, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân. Đến tham dự chương trình và cổ vũ tinh thần cho 40 bạn thí sinh ngày hôm nay có sự góp mặt của ông Tống Quang Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, bà Hà Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Nguồn Linh Việt Nam, cô Trịnh Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vạn An, cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường. Sau khi đã ổn định vị trí ngồi đúng theo số báo danh của mình, toàn thể hội thi đã được thưởng thức tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình rất đặc sắc do chính các thí sinh và các bạn học sinh trong trường thể hiện. Chương trình Rung Chuông Vàng bắt đầu, lần lượt các câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó được đưa ra với nội dung phong phú, đa dạng. Đa phần các câu hỏi đều xoay quanh kiến thức tiếng Anh mà các em học sinh đã được học trong chương trình. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đưa ra một số câu hỏi thuộc lĩnh vực toán và khoa học bằng tiếng Anh để thử thách khả năng của các thí sinh. Trong vòng 10 giây, sau khi ban tổ chức đọc xong câu hỏi, các thí sinh đã nhanh chóng đưa ra đáp án của mình và các em rất tự tin, quyết tâm giành chiến thắng. Trải qua hơn một nửa thời gian thi đấu, khi số thí sinh trên sàn thi đấu không còn nhiều thì chính là lúc cần đến sự cứu trợ của các thầy cô giáo. Trò chơi chuyền bóng bằng đầu với sự tham gia của các thầy cô giáo cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn học sinh đã mang lại kết quả vô cùng mỹ mãn. Đó là đông đảo các thí sinh đã bị loại, quay trở lại và tiếp tục thi đấu ở những câu hỏi tiếp theo. Xen kẽ trong chương trình là phần trò chơi đố vui dành cho khán giả vô cùng thú vị. Các em học sinh trong trường hăng hái, xung phong, tự tin trả lời câu hỏi của phần thi dành cho khán giả và nhận được rất nhiều phần quà từ trung tâm. Sau những màn đấu trí vô cùng sôi nổi và gay cấn, cuộc thi đã tìm ra được 3 thí sinh xuất sắc nhất, tương ứng với vị trí nhất, nhì, ba, cùng một thí sinh đạt giải triển vọng. Và các em đều nhận được những phần quà giá trị kèm theo giấy khen đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Nguồn Linh Việt Nam. Tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả khán giả đã khép lại một cuộc thi vô cùng thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng tập thể giáo viên, phụ huynh và các em học sinh trường Trung học cơ sở Vạn An. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, Trung tâm Ngoại ngữ Nguồn Linh Việt Nam xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học cơ sở Vạn An đã cùng nhau xây dựng nên sân chơi bổ ích và ý nghĩa này.